Nó đây mình đó. Tôi thấy rồi nè, mấy cái dấu nè. Bà lựa mấy con. Con gì rồi? Nhớ vườn trước như khăn cọc to nhất xong mới ra cọc nhỏ nhất nó cười chứ sao. Quay đi xong cái mình tắt tiếng đi rồi không để tiếng luôn. Tiếng luôn mà bị khùng mờ. Đúng rồi sao? Nó dễ làm chứ sẹo sao mà làm được. Nó phải theo mình cả đời vậy đó. Nói mà lăn kim để tiện sẹo rổ. Cái lúc mà mình mới vừa lăn xong giống như cô nói hồi nãy đó, là da đẹp vậy đó. Thấy được là mình thấy đỡ đỡ đau.